Ma đây. Trời ơi ma kìa các bạn ơi. Trời đất ơi, sao trong lòng mình có hai con ma ra được tôi các bạn. Chạy. Trời đâu ra mấy con ma đáng sợ quá vậy các bạn ơi. Đừng có đuổi theo tôi nữa mà. Trời ơi ma kìa các bạn ơi, sợ quá đi. Tôi chạy đây. Đáng sợ quá các bạn ơi. Coi không cứu tôi ơi. Mắc cười quá ơi. Trời ơi. Thù có xíu mà tôi gà nhát thiệt. Thôi dạ chị Mèo ơi. Ok. Ê. Trời đất ơi, hình như là chị Mèo giờ đứng kìa các bạn. Ôi đi luôn rồi. À thì ra là hai người đó trôn tôi các bạn ơi. Vậy mà tại sao lúc nào tôi cũng bị là người trôn vậy các bạn ơi. Buồn quá các fan ơi. Tôi buồn quá fan ơi. Bây giờ các bạn hãy bấm subscribe để tôi vui đi. Nhưng mà tôi buồn quá. Thôi không sao không khóc nữa. Nhờ các bạn subscribe tôi đã vui rồi. Bây giờ chúng ta đi về lại kiếm cách trả thù xôi sao này các bạn. Ờ kìa sao tôi nghe tiếng sột soạt vậy ta. Tôi thấy cái gì đó nó ở trong cái bụi cây kìa các bạn ơi. Thứ gì vậy, thứ gì vậy. Cái con quái vật gì đây, đừng có lại đây mà. Ôi trời đất ơi, cái ngày gì vậy trời. Lần này chắc chắn là một con quái vật thiệt chứ không phải là hù nữa rồi các bạn. Tại vì nhìn nó đáng sợ quá đi mất. Rồi không cứu tôi ơi. Trời nó lượn gần tôi lắm rồi kìa. Cái con quái vật tàu quỷ nó lại được tôi các bạn ơi. Trời đất ơi, đúng là demon, chúng ta không nên đi vô rừng thôi. Tại vì nó rất là nguy hiểm trời ơi. Tha cho tôi đi mà, tha cho tôi đi mà. Trời đất ơi, có cách nào để tôi thoát khỏi cái con quái vật tàu là. Ôi hình như có khẩu súng ở đằng kia. Ôi mình vừa lượm được một khẩu súng này các bạn ơi. Chết mày rồi. Mình sẽ sử dụng khẩu súng này đây mới được. Hai cha. Ôi nó rớt ra như vậy. Ôi hình như nó rớt ra một cái trái tim như kia coi ơi. Lượm được không? Ôi hình như đó chính là trái tim chu chá lách. Đừng nói là đây chính là cây súng bắn để lấy trái tim của tụi này nha các bạn. Nếu mà mình sở hữu được trái tim này không lẽ mình sẽ sở hữu được sức mạnh của con quái vật đó sao? Không thể nào. Hình như đó vẫn tiến tới chỗ của mình các bạn. Chết rồi. Được rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ sử dụng trái tim này một cái các bạn. Được rồi, sử dụng trái tim chu chá lách nào. Hãy cho. Wow, hình như mình đã trở thành chu chá lách con gà sau khi mình kết hợp với trái tim đó rồi này các bạn. Các bạn nhìn tôi này. Ôi trời đất ơi, tôi hơi bị đẹp luôn các bạn. Được rồi, con cái con quái vật kia đâu mày, ngon mày lại đây. Tao không sợ mày nữa đâu. Mày ngon mày lại đây, đánh nhau đi, ngon đi lao vô. Trời ơi, mình đánh nhau vô các bạn. Mày này con kẹp mày này, kẹp mày này con. Mình phải xử nó các bạn. Mày này con. Trời ơi, tiêu diệt được nó rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, đúng là trái tim sau khi mình sở hữu là mình trở thành con gà chu cha lét thiệt là mạnh rồi. Được rồi, trời ơi, bây giờ tranh thủ cái khúc mình đang còn trong cái hình dạng chu cha lét con gà này, mình sẽ trở về làng sinh tố để mà trả thù lại hai cái người mà nãy dám hù mình hù ngược. Mấy người đó không biết đâu rồi, ta không biết đang ở đâu, đúng không các bạn? Vậy hình như mình về nhà mình chứ còn. Ôi hình như mình thấy ai đang đứng ở nhà mình kìa các bạn ơi. Ủa hình như là chị Mèo với Huy Nấp đang làm gì trước nhà mình vậy ta? Ôi cái gì vậy? Bây giờ mình đợi gà về mình hù nó thêm lần nữa Huy Nấp ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Trời đất ơi, mấy người đây còn muốn hù mình nữa sao? Được rồi, nếu mà muốn hù tô gà đâu, để xem bây giờ mình sẽ cho thế nào là hù nữa. Được rồi, mình sẽ đục cái nhà phía đằng sau này các bạn ạ. Mình sẽ đục hết đằng sau này. Sau đó bây giờ đợi xem dám mở cái cửa ra xem được thấy cái gì trong này mà hết hồn nè. Được rồi các bạn, bây giờ mình sẽ mở cửa ra cho các bạn. Hãy cha hello. Hello. Đứng lại giam hù tôi. Trời đất ơi, chị Mèo ơi, trời đất ơi, mình gọi quá vậy. Dám được tôi gà. Đâu rồi, đứng lại rồi. À đúng rồi, mình là một cái đường tàu mà mình có thể chạy nhanh hơn coi. Tu. Đâu rồi. Đứng lại đây. Thôi chị ơi. Đây. Chạy ra khỏi là đi, đừng có quay lại nha chị. Rồi đó rồi. Giống cái cảnh hồi nãy, cái cảnh đầu video mình bị hù không các bạn ơi. Cũng là hai người đó chạy rồi, hai người đó rượt mình. Bây giờ hai người đó bị quả báo rồi đó các bạn. Trời đất ơi, bây giờ tôi trở thành cái con chu cha lét với trái tim này thiệt là xinh quá các bạn. Ôi hình như tôi cảm thấy gì đó. Ôi đừng nói là ôi hình như ta. Ôi trời ơi, hình như là hết lượt sử dụng của trái tim chu cha lét rồi các bạn. Nó rớt ra, bây giờ mình lụm lại mình cũng không có xài được. Thôi được rồi, mình sẽ cất vô cái rương vậy. Nhưng mà công nhận là hù hai người kia vui thiệt vui đó các bạn ơi. Mắc cười quá các bạn ơi. Ôi tôi thấy cái gì đằng sau lưng tôi vậy trời. Chết rồi, bây giờ mình không có bắn được không mà. Mình bắn cái nữa coi. Hay cho. Ôi kìa. Ôi cái đạn của mình bị bay ngược lại luôn kìa coi. Chết rồi bây các bạn ơi. Bây giờ mình không thể bắn mà trực diện như vậy, mình phải bắn lén các bạn không được rồi. Bây giờ mình chạy trước cái đạn. Mình trốn được rồi các bạn ơi. Nó biết đâu rồi. Ôi trời đất ơi, cửa xanh đang kiếm mình chỉ có ai. Được rồi. Bây giờ mình tranh thủ cái khúc ông quay lưng, ông không có thấy mình sẽ bắn vô ông các bạn. Được rồi. Ông kia kìa. Hay cho. Ôi bắn trúng rồi kìa các bạn ơi. Ôi anh rớt cái trái tim ra kìa coi. Ôi trái tim khô thành mình lấy được rồi nè. Wow,
cháu ơi, bây giờ đã mất một cái trái tim rồi. Được rồi, bây giờ chết anh rồi, tôi đã có trái tim qua rồi, tôi sẽ biến anh Khứa xanh giống anh luôn. Hãy cho tôi đã cho anh Khứa áo vàng rồi này các bạn, nhìn đây tôi còn có mái tóc chéo này. Được rồi, bây giờ anh Khứa áo xanh anh tính sao đây? Em không còn sợ anh nữa đâu, tại vì em cũng đã có cơ thể Khứa xanh rồi. Khứa xanh này, Khứa xanh này, hãy cứu vợ từ vài lạc quan lên em ơi. Lâu rồi ra đi anh Khứa áo xanh ơi, em xử anh luôn nè. Trời ơi, này thì dám kêu hả anh trai tới. Rồi Khứa xanh rồi rồi. Ủa mình vừa thấy anh ở đây mà sao anh mất tiêu ta? Ủa cái gì? Trời đất ơi, anh nhảy lên trên tôi. Ôi trời ơi trời. À chết rồi, ông Khứa áo xanh này ông cũng mạnh quá ta. Được rồi, ngon thì lại đây. Hãy cứu vợ từ vài lạc quan lên em ơi, ngon thì vô đây. Hãy cho. Trời ơi, đúng là có trái tim xinh đẹp. Có lên. Được rồi. Này thì Khứa xanh này, Khứa xanh này, Khứa xanh cánh à. Bờ chơi chơi chơi. Khứa xanh này. Ôi da. À, được rồi. Mình không thể để tôi như vậy được. Anh Khứa xanh này. Ôi trời ơi. Mạnh quá vậy trời. Không được rồi. Mình không thể để tôi được. Mình phải đánh đuổi anh Khứa xanh ra khỏi làng này. Hãy cho. Anh nghe đây. Ôi ơi. Mình phải xử anh Khứa xanh này ra khỏi làng. Đây nè. Con à, em có quen một cái con này, tuy là nó hơi ghê nhưng mà nó mạnh lắm á. Hơi ghê hả? Ở ghê đó cũng được, giờ hết cách rồi. Ơi nguy hiểm đó nha, ở đi theo em đi. Okay. Hình như tới nè chị Mèo ơi. Cái hang này hả? Đúng rồi á. Tao nhìn nó tối tui, đáng sợ vậy hả? Thì em nói rồi mà, có ai trong đó không vậy, bước ra đi, trời ơi. Đứa nào cơ ta vậy? Trời ơi, chú Eo ơi giúp coi, có thằng trong làng nó mạnh quá, con không đánh bại được. À, được thôi, ta sẽ giúp người mà. Được thôi, nhưng mà ta sẽ ăn thịt tụi bay trước cái đã. Ủa không biết tụi nó đâu rồi ta, tụi nó trốn đâu rồi ta. Ok vậy. Tụi con heo đang tấn công tụi nè. Trời ơi, người kia bị con quá như heo vậy. Được rồi, coi chân kia được rồi. Để mình trở thành Khứa xanh, mình tao chắc là được rồi. Để em cho. À, hãy cứu vợ tụi mình là con lên đây mày. Con heo này con. À, đâu rồi, con heo rồi. Ngon thì ra đi. Ôi, ai dạ, nó đánh vô mình coi. Ôi, ai dạ, đâu quá, con heo đánh đâu quá coi. Go lên. Ôi, ngon thì lại. Ôi, trời, hình như tôi nghe tiếng gì đó. Không, bỏ qua, đừng nói là. Trái tim nó rớt ra rồi. Gì vậy? Trái tim bị rớt rồi các bạn ơi. Con, tao sẽ ăn thịt mày trước. Chạy, con heo nó tới, chạy rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Đúng rồi, mình sẽ sử dụng cây súng để bắn lên con heo đó. Được rồi, mình sẽ sử dụng cây súng bắn trái tim của này nè. Trời ơi, nó đánh ngược lại luôn kìa. Chúng ta có thể làm gì được ta hả? Trời ơi, bây giờ tao sẽ bắn, mình sẽ bắn thiệt là nhiều. Mày này con, ơi, trời ơi, nó đỡ tất cả cái đạn của nó. Ôi, trời ơi, bây giờ phải làm sao đây các bạn ơi, nó đỡ rồi. Bây giờ mình không thể đánh nó được, mình phải chạy thôi. Ừ, mày quá, mình trốn được rồi các bạn ơi, trốn vô. À, mày đâu rồi, tao sẽ tìm được mày mà thôi. Con heo này nó đáng sợ quá các bạn ơi, máu me gì ghê quá. Chạy này coi. Bây giờ phải làm sao đây các bạn ơi, mình không thể bắn được tại vì nó có con dao, nó có thể đỡ được tất cả những cái súng đạn của mình. Bây giờ mình phải đi kiếm một sự trợ giúp nào đó thôi các bạn, chứ không là nó sẽ tiêu diệt hết những người trong làng mình mất. Nhanh lên. Trời giờ phải làm sao đây các bạn ơi, không biết. Ôi trời, như có ai đang đẳng kìa coi. Pochita, bây giờ chúng ta cùng nhau đi lấy gỗ phải nào? Hình như là Pochita cùng với Chainsaw Man đang đi cưa gỗ kìa các bạn ơi. Đúng rồi, đây chính là cơ hội của mình để có thể trở thành, gọi là lấy được trái tim Chainsaw Man. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình chạy vô thì Chainsaw Man cũng sẽ xử mình luôn đó các bạn, nên là mình không thể mà bắn trực diện Chainsaw Man được. Bây giờ mình phải kiếm cách gì đó để dụ được Chainsaw Man để lấy được trái tim của ổng thôi. À, mình có một cách rồi các bạn. Sau khi mình thấy một cái cục xương đằng sau lưng mình sẽ có một cái quan, đó chính là mình sẽ dụ để mà bắt cóc Pochita làm con tin, sau đó mình sẽ ép Chainsaw Man phải đưa trái tim cho mình. Được rồi, bây giờ mình sẽ dụ Pochita chứ là các bạn. Được rồi, mày đang cưa gỗ, Pochita lại đây, Pochita có xương cho mày nè. Lại đây. Ôi, Pochita thấy rồi, cái được rồi. Ngon lại đây. Đúng rồi, cho mày ăn xương này con. Đúng rồi, giỏi lắm. Hãy cho bắt mày nè. Yeah, bắt được rồi. Chainsaw Man ơi, ông lại đây, ông coi nè. Tôi chỉ là tôi gọi tới vậy. Ai khoan khoan, bình tĩnh. Bây giờ tôi có việc gấp cần phải lấy trái tim của ông, nên là ông phải để tôi làm đi. Ông không được ngăn cản nữa không à? Tôi sẽ bắt công Pochita của ông đó. Ông chịu không? Ai nói gì vậy? Ai đi nữa rồi. Bây giờ tôi giúp xíu, tôi trả trái tim lại liền cho ông mà, nên đừng có lo. Ngã giữ thì hở nha. Đúng rồi, tôi sẽ giữ cho Pochita. Ai gọi được rồi, xuống đi Pochita. À, cảm ơn Chainsaw Man nhiều nha. Còn bây giờ thì tôi sẽ bắn cái súng này vô người của ông. Hãy cho. Được rồi, trái tim của Chainsaw Man được lấy được rồi. Cảm ơn ông.
nhiều nha, có gì xíu tôi quay lại tôi sẽ trả lại cho ông liền. Được rồi, đi thôi các bạn ơi, mình đã thành công lấy được trái tim của Chainsaw Man rồi. Cảm ơn nhiều nha. Đủ lực kế hoạch quá tuyệt vời luôn, các bạn cũng nhờ các bạn chỉ cho tôi đó. Còn bây giờ thì chúng ta hãy sử dụng trái tim Chainsaw Man để nó quay trở lại cứu của mọi người trong làng thôi các bạn. Let's go. Ôi trời, kẹt rồi kìa, let's go. Bây giờ cái thằng kia đâu bước ra đây không thôi là tao sẽ thịt hai đứa bạn của mày đó. Cứu dây. Tôi chết rồi các bạn ơi, hai người bạn của mình đang bị con heo nó xích lên, nó sắp bỏ vô cái nồi rồi kia rồi. Được rồi, bây giờ mình không thể trễ được, mình phải tới lẹ lên trước khi con heo nó làm gì nó sai trái. Ôi con heo kia, ta tới rồi đây. À, người tới đây nộp mạng sao? Được rồi, ta sẽ nấu ba tụi bay luôn. Ôi ơi, tên này nó lật lọng quá vậy, đúng là nguy hiểm thì mà. Ôi nó dậy xuống kìa. Được rồi, ê tôi lại coi chừng kìa. Tôi biết rồi, được rồi các bạn. Được rồi, mày đã tới lúc rồi, mình sẽ sử dụng trái tim của Chainsaw Man. Mình đã trở thành Chainsaw Man rồi đây các bạn ơi. Bây giờ tô gà nó trở thành tô gà cho tụi bay rồi. Con heo mày lại đây, mày này con, mày nó cưa mày này con. Ôi trời này đánh cũng đau nó chứ. Được rồi, mình sẽ sử dụng cái cưa này để cưa con heo xấu xa đi con. Mày này con hả, mày con, mày lại đây, mày lại đây à. Mày là Chainsaw Man này, mày không biết tao là Chainsaw Man thật sự đâu. Mày thôi, được rồi, con heo này nó trâu quá các bạn. À con quên thua, người đâu cái tên à, tên nè, mày đây con, mày đây con, mày cái con heo mà coi. Ây da, trời ơi, nó đánh đâu quá bạn. Được rồi, nhưng mà mình là cưa mà, mình gọi là cắt chế của cái con heo này mà, không để thua được. Ây cho cưa mày đây con. Ây cho cho mày trời ơi, nó trâu quá mày tưởng rồi. Cho 3 hours later. Trời ơi, con heo này trâu quá các bạn. Đánh nãy giờ mà không có tiêu gì được đó. Cái con heo này nó muốn làm gì vậy trời. Trời ơi, tôi thấy có gì đó không ổn. Cái tiếng gì các bạn, cái tiếng gì vậy. Đừng nói là sắp hết thời gian rồi nha. Không được đâu. Chết rồi, hết thời gian rồi em ơi. Ê, tôi gà ơi, sao vậy? Tôi hết thời gian rồi em ơi. Chết rồi con. Đúng rồi, nhân cái khung lồng này mình sẽ sử dụng, mình bắn nó. Ai cho mình bắn ra được trái tim. Vậy là mình đã lấy được trái tim của cái con heo Chép Peter này rồi coi. Được rồi, sử dụng trái tim của nó luôn nào. Ôi trời đất ơi, mình đã trở thành Chép Peter con gà rồi. Mình không phải cầm cái rìu cái dao giống nó mà mình đang cầm cái rìu siêu bự luôn rồi. Được rồi, mày ngon mày lại đây, tô gà Chép Peter sẽ sử người. Được rồi, mày ngon mày lại đây, mày ngon mày lại đây. Mày nó con, mày nó con, vậy sao bây giờ? Ôi chơi với mày luôn, bây giờ mày chơi dao tao chơi đi mày luôn. À mở đi con, tô gà che gì, tô gà Chép Peter sẽ sử con heo hồng xấu xa này. Mày ơi, mày đâu rồi? Ai trời, ai trời, rồi rồi hãy cho mày này con. Được rồi, ta sẽ kết liễu ngươi lâu nay. Hãy cho tiêu diệt được nó rồi các bạn ơi. Tôi là Chép Peter quá xinh. Được rồi, bây giờ mình mặc dù con này đi nó hơi nặng nhưng mà nó rất là mạnh luôn coi. Được rồi, bây giờ mình sẽ cứu những người bạn của mình. Được rồi, chắc đứt mấy sợi dây này. Hãy cho cứu dây. Được rồi, rồi mình đập cái nồi này luôn. Được rồi, mọi người có sao vậy? Sao cảm ơn tôi gà nha. Trời đất ơi các bạn ơi nói gì kỳ vậy. Được rồi thì các bạn thấy video này như thế nào thì cũng đừng quên like và subscribe cho tôi nếu các bạn thích tôi tiếp tục sử dụng cây súng bắn như cái trái tim này thì đừng quên comment dưới và đừng quên subscribe cho mọi người xem tôi tiếp nha. Được rồi, bye bye đi mọi người. Bye bye. 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 Bye